và klasnow cũng uh, cung cấp một cách nhìn khác nữa Tuy là chúng ta thấy là không có nhiều người mới tham gia vào thị trường hiện bây giờ Như là thường chia sẻ đầu video Nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là những người cũ ở lại đó Thì vẫn tiếp tục đầu tư dài hạn Vẫn tiếp tục lưu trữ BTC của mình Nhất là những người mà đã lưu trữ hơn một năm qua các bạn Một năm qua là một thời điểm cực kỳ khó khăn Nhưng mà các bạn có biết là dựa theo Classno đó 69.1% của tất cả những người lưu trữ BTC như địa chỉ ví đó đã không có dấu hiệu di chuyển BTC dựa theo cái số lượng ví on chain. Chúng ta nhìn thấy được là những BTC hơn 2 năm trên on chain đó thì 55.7% những BTC đó đã không di chuyển. Chúng ta nhìn thấy được là hơn 3 năm thì 40% của BTC đã không di chuyển và hơn 5 năm 29% của BTC đã không di chuyển. Thật ra khi mà hơn 5 năm đó thì có thể phần lớn có một số lượng ví này đã, đã bị mất khóa cá nhân rồi tại vì 5 năm qua đó chúng ta đã trải qua rất nhiều rất nhiều những cái sự kiện mà giá cả đã có sự dao động không thể ngờ đến. Cho nên nếu như mà 5 năm hơn mà không di chuyển BTC thì có thể là đã mất khóa cá nhân rồi. Nhưng mà dù sao nữa các bạn thấy được là những BTC mà 3 năm, 2 năm hay là 1 năm đều có số lượng không hề nhỏ không có di chuyển khỏi ví, cho dù chúng ta đã trải qua bao nhiêu sự kiện trong vòng 2 năm một năm qua. hodlers trong thị trường BDC này ngày lại càng vững chắc hơn. Và thêm một thông tin cuối cùng nữa đến từ Classno rồi chúng ta sẽ nói tới một số những cái tin tức nổi bật khác. Thì so với lại năm 2019 và năm 2016, đó là những cái thời điểm mà trước khi chúng ta có cái sự tăng trưởng như năm 2017 và năm 2019 là một năm trước khi bình. thì so với thời điểm đó chúng ta có điểm gì giống nhau nữa còn một điểm nữa các bạn đây là một cái biểu đồ mà nhiều bạn cũng thích thường chia sẻ là cái biểu đồ cho thấy có bao nhiêu BTC đang có lời hiện tại tại vì nó có sự ảnh hưởng với tâm lý chung nếu như mà có quá nhiều BTC có lời nghĩa là hơn 95% của số lượng BTC đang có lời thì khả năng chốt lời cao hơn rất nhiều và ngược lại khi mà có dưới 50% của số lượng BTC À, mà có lời đó thì lúc đó là những thời điểm tốt để mà tích lũy như là cái dùng màu xanh lá cây bên dưới này và đương nhiên khi mà chúng ta nhìn thấy là gần đây đã đi vào dùng màu xanh bên dưới này thường cũng đã chia sẻ với các bạn nhưng mà đáng tiếc lúc đó đó tâm lý nó rất là tệ cho nên những cái thông tin là dựa theo tài liệu on chain đây là lúc tốt để mà tích lũy thì không mấy người quan tâm tại vì nhiều bạn đã chán nản và muốn rời khỏi thời điểm đó nhưng mà các bạn thấy được là cuối cùng thì giá của BTC cũng đã tăng trưởng sau đó và khi mà chúng ta so sánh cái số lượng BTC đang có lời bây giờ với là những năm mà có sự hồi phục như là năm 2016 và năm 2019 đó, thì những năm đó chúng ta cũng đã nhìn thấy được là trong cái lúc mà giá cả hồi phục đó chúng ta cũng đã đến cái mức là 75% khoảng cỡ đó BTC đang có lời năm 2019 tương tự như là bây giờ và các bạn đã nhìn thấy được là cái đường màu này ở thời điểm đó so với lại bây giờ có một cái sự giống nhau là trên con đường hồi phục và lúc đó giá của BDC chỉ có 6.500 đô mà thôi và có sự tương tự như là cái lúc mà hồi phục năm 2016 lúc đó giá BDC chỉ có 425 mà thôi thì đây một lần nữa lại là một cái Thông tin cho chúng ta thấy được là có nhiều điểm tương tự giữa năm 2019 và năm 2023 này Tin tức thì cũng vẫn là tin tức các bạn Tâm lý thị trường thì vẫn là tâm lý thị trường Bối cảnh khác nhau kinh tế bí mật khác nhau nhưng mà những chu kỳ thì nó vẫn có một sự giống nhau rồi chúng ta hãy nói tới ftx thì hôm qua các bạn đã nhớ là ftx chia sẻ một cái portal để các bạn có thể vào để điền đơn để mà nhận lại một phần của số tiền mà đang bị giam đó thì cái portal này vừa tung ra thôi thì trong một tiếng đồng hồ họ đã shut down cái portal này Nhưng mà hôm nay họ đã chia sẻ lại là cái portal này đó Các bạn có thể bấm vào và các bạn có thể điền đơn Trước hết các bạn cần phải để cái account của mình Rồi để cái mật mã của mình vào Sau đó các bạn cần phải KYC rồi các bạn mới điền đơn để mà lấy lại số tiền được Không biết là khi nào họ mới trả và trả bao nhiêu Tại vì các bạn đã biết là FTX đã khai bởi vì phá sản Nhưng mà nếu mà nào mà quan tâm đó Thì các bạn có thể bấm vào cái link trên màn hình Claims.ftx.com Và đây là cái portal chính thức duy nhất các bạn ở trên thị trường nó có nhiều lừa đảo liên quan tới cái vụ này M mà chúng ta chỉ nên tin tưởng cái portal này mà thôi. Tại vì đây là portal chính thức đến từ FTX. Tất cả những cái à, thông tin là nơi này nơi kia có thể trả tiền cho các bạn đó, thì điều là không đúng hết. Chỉ có portal chính thức từ FTX mà thôi. Chúng ta có thể à, thấy được một thông tin đó là tối hôm qua nhận được cái tin tức là iInvest của Katy đã bán 135.152 cổ phiếu của Coinbase vào ngày hôm qua. Và các bạn nên hiểu đó, ARK Invest là cổ đông lớn thứ tư của Coinbase à, chúng ta thấy được là sau khi có thông tin này ra thì nhiều người cũng hoang mang nói Wow, Cathie Wood tin tưởng crypto Coinbase là gì thì tại sao lại bán, không phải là biết gì hay là không Thì cũng không hẳn đâu các bạn, thật ra đó, cái số lượng cổ phần này đó quy ra đô la là khoảng 12 triệu mà thôi các bạn nên hiểu đó là Cathy Wood là một những người mà cực kỳ tin tưởng Vào Coinbase và cái ngày Mà có thông tin là Coinbase bị kiện Bởi SEC đó thì nhiều người bán Cổ phần Coinbase ngay lúc đó Nhưng mà các bạn thấy là cổ phần Coinbase đã có sự tăng trưởng Ngay sau đó như thường chia sẻ của các bạn là tăng khoảng 80% trong nhiều một tháng qua Nhưng mà ngay cái ngày đó, đó thì mọi người Rất là lo lắng và có số lượng lớn Cổ phần Coinbase bị bán Nhưng mà một trong những người mà không bán mà còn mua thêm nữa Đó chính là Cathy Wood các bạn Và ngày 7 tháng 6 đó có nghĩa là cách đây khoảng chừng hơn một tháng đó, thì Cathy Wood đã mua khoảng chừng 21 triệu đô la Coinbase và với sự tăng trưởng của Coinbase trong thời gian một tháng qua thì cái số lượng bán 12 triệu này đó là khoảng chừng số tiền lời mà thôi các bạn nghĩa là Cathy Wood đơn giản là lấy phần lời, phần vốn vẫn để lại wow, các bạn trong vòng chỉ có một tháng thôi đã có thể lời mười mấy triệu rồi <laughs> nhưng mà lúc đó cũng không mấy ai dám thu mua Coinbase rồi các bạn nhưng mà Coinbase từ năm tới bây giờ đã tăng 142%. Chúng ta cũng có một cái thông tin mang tính chất là quan khác là Google Play các bạn, thì Google Play đó, bây giờ đã cho phép những người mà trên hệ thống của họ có thể là làm game liên quan tới NFT miễn là không vi phạm luật của Google mà thôi. Thì uh, Google nói là làm game để người ta sở hữu uh, những cái uh, đồ chơi ở trong game uh, bằng NFT thì có thể cho phép nhưng mà không thể lấn qua cái giống như là sổ số, số hay là không thể lấn qua giống như cờ bạc được cho nên những cái game đó mà nó mang tính chất như là các bạn vào đó để các bạn có thể thắng được nft thì những game đó vẫn sẽ không cho phép nhưng mà các bạn vào game các bạn chơi game và các bạn sẽ quên nft thì được có nghĩa là cái game đó không có được quảng bá như là một cách kiếm tiền game đó phải là một game bình thường nhưng mà nó có NFT thì không vấn đề gì. Chu sao đây nữa, đây cũng là một cái tiến triển rất là tốt đối với Google rồi. Nhưng mà nào mà theo dõi cái bộ thời gian của nó biết là Google trước đây đã cực kỳ nhắc giao với lại crypto này. Các bạn có biết là năm 2018 đó Google cấm quảng cáo crypto và năm 2019 đầu năm đó, đó thì hàng loạt những kênh bị Google đăng áp và thậm chí các bạn đã thấy là kênh thùng khắp ở đâu này hàng loạt video đã bị xóa khỏi uh, YouTube. Lý do là tại vì Thật ra không biết lý do là hết các bạn Chỉ là những cái video liên quan đến crypto đó của nhiều kênh bị xóa liên tục Và thường đã khiếu nại nhiều lần và nhiều cũng khiếu nại nhiều lần Cuối cùng Google cũng đã trả lại những video đó Nhưng mà các bạn thấy được là lúc đó ai cũng lo lắng Không biết là có thể tiếp tục làm video trên Youtube liên quan đến crypto này không Tại vì Google hầu như là không thích người ta nói về crypto trên YouTube nhưng mà bây giờ các bạn thấy là không những là như vậy mà còn trực tiếp có những đối tác như chúng ta đã thấy được là nhiều những dạng crypto đã sử dụng Google Cloud và bây giờ cho phép những người làm game có thể tiếp cận được với lại hệ thống NFT. Chúng ta cũng có một cập nhật lớn liên quan tới dự luật crypto ở Hoa Kỳ. Các bạn đã nhớ là năm ngoái đó chúng ta đã nói tới một cái dự luật crypto rất là lớn, rất là bao quát các bạn và dự luật này đó là được chia sẻ bởi hai thượng nghị sĩ đó chính là thượng nghị sĩ Cynthia Lomas và thượng nghị sĩ Christian Gillibrand. Thượng nghị sĩ Cynthia thì nhiều bạn đã quen biết rồi, đây là thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa và rất yêu thích crypto. Còn cái người bên tay phải đó là thượng nghị sĩ Christian Gillibrand Thực ra đến từ Đảng Dân chủ các bạn. Thì hai người này đó đã tung ra một cái dự luật này, nghĩa là đây là một cái dự luật lưỡng đảng nhưng mà lúc đó chúng ta thấy được là có nhiều những cái vấn đề như là nợ trần cho nên cuối cùng dự luật này đã à, phải bị trì hoãn. Và bây giờ dự luật này một lần nữa đã tái xuất hiện với phiên bản mới. Thì à, các bạn thấy được là phiên bản mới này có gì trong đó để thường chia sẻ để các bạn nắm được. Dự luật này đó, nó muốn giống như là Mika các bạn có thể à, giải quyết được à, làm rõ ràng vấn đề pháp lý ở Hoa Kỳ liên quan tới thị trường crypto này thì cả hai thượng nghị sĩ đã ra phiên bản mới như thường vừa chia sẻ với các bạn có tên là đạo luật bảo vệ nhà đầu tư và cấu trúc thị trường tài sản kỹ thuật số năm 2023 và để tóm tắt dự luật đó thì tổng cộng có 4 điểm chúng ta cần phải nắm thứ nhất là họ nói crypto không đại diện cho lợi ích tài chính từ dự án sẽ là hàng hóa mà không phải là chứng khoán điều này có nghĩa là nếu như là chủ sở hữu token không được nhận cổ tức hoặc là lợi nhuận từ kinh doanh hoặc quyền sở hữu cổ phần từ nơi phát hành thì đó sẽ là một hàng hóa quản lý bởi CFTC, Bộ Quản lý Hợp đồng Tương lai và Hàng hóa của Hoa Kỳ chứ không phải là Bộ Quản lý Chứng khoán SEC. Có nghĩa là gì? Hiểu đơn giản đó, nếu như mà dự luật này thực sự là thành luật thì uh, cái vụ kiện giữa Ripple và SEC thì giải quyết rất nhanh chóng. Tại vì sao các bạn? Tại vì dự luật này nói là nếu như các bạn là người sở hữu token XRP thì các bạn không có nhận được bất cứ cổ tức nào Giống như là công ty Ripple họ làm ăn có lợi Họ đâu có chia cổ tức cho các bạn đâu Các bạn cũng không nhận được lợi nhuận từ kinh doanh Họ làm ăn thì họ đâu có chia uh, lợi lỗi với các bạn Và đặc biệt hơn là nếu như mà các bạn muốn bỏ phiếu Cho công ty bộ các bạn không bỏ phiếu được Tại vì các bạn đâu phải là cổ đông của công ty đâu Cho nên kinh đó nó không đại diện cho bất cứ lợi tài chính nào Từ cái nơi phát hành hết Các bạn có thể là có được lợi ích đến từ là Có thể là nhiều người sử dụng XRP thì có thể là nhu cầu thu mua equity tăng lên nhưng mà các bạn không có lợi trực tiếp từ cái công ty đó và đó sẽ không phải là một chứng khoán mà là một hàng hóa đó là điều đầu tiên điều thứ nhì là trao nhiệm vụ quản lý sàn crypto như Coinbase cho CFTC không phải là SEC và các sàn giao dịch tiền điện tử đó sẽ đăng ký trực tiếp với lại CFTC các bạn thì được là điều thứ nhì này là điều mà nhiều sàn mong muốn tại vì các sàn đang bị SEC kiện hiện bây giờ Điều thứ ba là cho phép stablecoin được phát hành bởi các ngân hàng và yêu cầu stablecoin này đảm bảo một một bằng các tài sản có tính thanh khoản cao như là tiền mặt hoặc là trái phiếu chính phủ. Điều này cũng không nhiều là lạ các bạn. Thật ra những cái công ty lớn bây giờ như là Circle và Tether thì cũng đã sử dụng tiền mặt và trái phiếu chính phủ là phần lớn rồi. Nhưng mà các bạn sẽ thấy được một điều khác biệt đó là được phát hành bởi các ngân hàng mà thôi. Thì sẽ có một câu hỏi đặt ra là bây giờ đó Tether và USDC thì không phải là ngân hàng thì bây giờ như thế nào điều thứ tư dược này đó nói là họ sẽ ưu tiên các tổ chức mà phát hành stablecoin hiện bây giờ như là Tether và công ty circle và những công ty mà giống như taxo đó thì có thể được ưu tiên để xin giấy phép từ văn phòng kiểm soát tiền tệ như là OCC đó đây là cơ quan giám sát ngân hàng quốc gia nghĩa là những công ty như Soco hay Tether đó thì họ có thể có giấy phép được nhưng mà sau đó từ đây về sau thì phát hành stablecoin chỉ giao cho ngân hàng mà thôi thì đương nhiên điều này là ngân hàng rất là thích các bạn dự luật này có được nhúng tay bởi những công ty lớn như là Goldman Sachs hay là BlackRock hay không thì chúng ta đương nhiên không biết nhưng mà ai có lợi các bạn thì nhìn sơ qua chúng ta thấy là CTC sẽ có được nhiều quyền hành hơn và ngân hàng sẽ được phép phát hành stablecoin không biết các bạn nghĩ sao nhưng mà Gary Gensler đương nhiên là không thích điều này rồi các bạn nhưng mà đây chỉ là một dự luật mà thôi và dự luật này đã như đã hứa là tung ra tháng 7 và đây là một dự luật lưỡng đảng như các bạn đã thấy nhưng mà ở Hạ viện thì không có thể không vấn đề gì đâu tại vì các bạn đã biết là cái quỹ ban dịch vụ tài chính hạ viện phần lớn đó là có nhiều người ủng hộ giống như chúng ta nói tới là chủ tịch chính là Patrick Henry và nhiều người của đảng cộng hòa ủng hộ nhưng mà đến thượng viện đó thì hên xui các bạn tại vì chúng ta vẫn không biết là phần lớn mọi người ở thượng viện nghĩ như thế nào về dự luật này nói chung thì chúng ta đã bắt đầu nói tới dự luật này rồi thì hy vọng là có thể chỉnh sửa một chút nào đó rồi thông qua rồi Hoa Kỳ sẽ thực sự có một cái luật tương tự như Mika nó rõ ràng hơn và rõ ràng sẽ giúp ích cho sự tiến triển của thị trường này. Thường không nghĩ là nhiều dự án, nhiều công ty hay là nhiều sàn nói là tôi không muốn quản lý bởi ai hết. Thật ra tất cả đều nói là tôi muốn được quản lý nhưng mà phải là một nơi quản lý nó logic chứ không phải là quản lý cái kiểu như là SEC. Tất cả là chứng khoán hết rồi tất cả phải dẹp hết đó không phải là cách quản lý các bạn. Và chúng ta đã thấy được là ở Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ Viện thì um, họ cũng không thích Chủ tịch Gary Gensler Không phải là riêng về crypto đâu, à, các bạn thấy được là nhiều những dự luật liên quan đến chứng khoán cũng không được ủng hộ Nói chung là Gary Gensler cũng có khá là nhiều người không thích các bạn, không phải là chỉ riêng thì crypto này Và các bạn đã thấy ở Hoa Kỳ đó thì điều thú vị là những cái đơn vị nhà nước có thể không khai chống đối lẫn nhau Giống như các bạn đã thấy đó. đây là trang uh, Twitter chính thức của quỹ ban tài chính hạ viện hoa kỳ đã công khai nói là không thích gale chancellor và nghĩ gale chancellor đang lạm dụng quyền hành của sec và ngày hôm nay đó trong một cuộc phỏng vấn thì cũng đã có người hỏi trực tiếp Chancellor là có cảm nghĩ gì về Coinbase hay không? Tại vì các bạn thấy là những công ty lớn đó họ là nạp đề xuất để có Bitcoin Spot ETF và tất cả công ty đó đều Newton tên Coinbase là đối tác mà họ muốn để có thể quản lý thị trường crypto này để có thể là cung cấp dữ liệu trading cho Nasdaq và Coinbase là nơi mà họ muốn lưu trữ crypto thì đối với những cái sự kiện này đó thì rất khó thường nghĩ để Gail Chancellor có thể lên tiếng nói là Coinbase lừa đảo hay là Coinbase không tuân thủ quy tắc hay gì hết. Tại vì nếu nói như vậy chẳng khác gì nói là tất cả những công ty phú Wall đó đều không muốn tuân theo quy tắc, đều muốn làm việc với một công ty mà có vấn đề. Cho nên Gail Chancellor đó bị đưa vào một cái thế khó các bạn không thể mà phát biểu một cách tự nhiên được và đương nhiên Gail Cancel đó cũng đã trốn tránh không trả lời trực tiếp, chỉ nói là nói chung đó thì những sàn dịch crypto chứ không nói riêng không bạn chỉ nói chung mà thôi là cũng có nhiều sàn không tuân thủ quy tắc và không được quản lý cho nên có nhiều giao dịch trên đó đó có thể là không có thật và có nhiều cái sự kiện dẫn đến là ảnh hưởng tới những nhà đầu tư chứ không có nói chi tiết nhưng mà thật ra sau đó thì Gail Chancellor cũng không có chia sẻ thêm là ông ta nghĩ gì về Bitcoin Spot ETF các bạn thấy được là bây giờ thì Yale đang không biết là đang làm như thế nào tại vì à, nếu nói là muốn đàn áp thị trường crypto này đó thì các bạn đã thấy là cũng không có hiệu quả về mặt giá cả giá cả vẫn tăng và thậm chí những cổ phiếu như là Coinbase vẫn tăng từ khi mà bị kiện bởi SEC hầu như là những gì mà Yale muốn làm đó thì thị trường đều phải ngược lại hết các bạn và ngay sau khi mà kiện Coinbase thì BlackRock lại lựa chọn ngay lúc đó để mà để đơn Bitcoin Smart ETF đúng là đưa Yale vào cái thế kẹt nhưng mà chúng ta cũng thấy là có nhiều dự án cũng đã đáng tiếc bị Gale Chancellor tiêu diệt các bạn và chúng ta không nói tới là library chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa về cái đề tài đó nhưng mà chúng ta đã thấy là một trong những cái dự án mà Gale Chancellor khi mà còn dạy học ở trường MIT đó Gale Chancellor đã cực kỳ yêu thích đó chính là Algo và các bạn thấy được là có ít nhất hai video thầy đã từng chia sẻ với các bạn là Joe Cancel đã nói rất tốt về Algo, nói là Algo là một nền tảng mà sau này có thể có thể gây dựng cả một cái Uber trên đó. Nhưng mà sau khi trở thành chủ tịch của SEC đó, thì các bạn thấy là Algo đã được gọi là chứng khoán và chúng ta có một cái thông tin đáng tiếc là AlgoFi. File đây là một cái ứng dụng. DeFi ở trên mạng lưới Algo cũng khá là lớn các bạn và họ đã ra quyết định là ngừng cung cấp dịch vụ hiện có và đặt nền tảng ở chế độ chỉ rút tiền mà thôi. Thì theo tôi hiểu đó là họ không gặp vấn đề gì hết, chỉ đơn giản là họ không muốn tiếp tục nữa. Có thể là tại vì Algo bị gọi là chứng khoán họ không muốn liên quan đến, nhưng mà đáng tiếc dự án này họ sẽ coi những hoạt động chỉ cho rút tiền mà thôi. Và đương nhiên sau khi mà thông báo đó rất nhiều người đã đến rút tiền. À, Algo Grand Algorand hồi tháng 2 dự án này ở trên Algorand có 133 triệu tới bây giờ còn có 12 triệu mà thôi các bạn người ta rút rất nhanh luôn cho nên những bạn nào mà đang sử dụng algo file thì cũng nên bắt thông tin này nếu như các bạn còn từ trên đó thì cũng nhanh chóng rút rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ về một cái thông tin mà nó mang cái tính chất không lạc quan cho vụ kiện giữa công ty Ripple và SEC các bạn thì thông tin đó là gì thông tin đó đó là thông tin liên quan tới cái vụ kiện tụng với lại một cái dự án gọi là library LBRY thì các bạn đã nhớ là cái thời điểm năm 2019 mà kênh Thuận Capital Uh, bị nhiều video bị xóa đó thì uh, thùng cũng đã đăng trên một nền tảng khác có tên là library đó chính là cái nền tảng mà có token LBRY này thì cái nền tảng đó, đó đã bị kiện bởi SEC nói uh, token LBRY là chứng khoán thì chúng ta đang nhớ là hồi tháng 1 đó thì uh, đã có một cái kết quả sơ bộ thì kết quả đó đáng tiếc cho library là cái kết quả đó cho thấy được là token LBRY uh, đã coi như là một chứng khoán như là SEC đã thắng, nhưng mà sau đó nó thì luật sư John Deaton cũng đã hỏi thẩm phán, cái kết quả này là chỉ áp dụng khi mà công ty bán token ICO thôi hay là áp dụng khi mà token này được bán trên sàn à, giao dịch thông thường, nghĩa là sau khi bán ICO rồi đó thuận bán cho các bạn thì lúc đó có xem là chứng khoán hay là không? Thì lúc đó đó thẩm phán mà sử dụng kiện này đó chính là Paul Baradoro thì người này nói là không kết quả này chỉ áp dụng cho khi mà bán token ICO mà thôi chứ còn bán trên sàn đó thì không sao là chứng khoán đáng tiếc chúng ta đã biết kết quả cuối cùng đó chính là ngày hôm qua ngày hôm qua đó thì thẩm phán kết quả cũng tương tự như là tháng 1 nói là khi bán ICO thì token LBO là chứng khoán cho nên công ty này đã vi phạm luật chứng khoán ở Hoa Kỳ nhưng mà ngược lại đó không giống như tháng 1 thẩm phán Paul Barbadoro này đã đưa ra một cái quyết định mang cái tính chất nó an toàn hơn đó chính là từ chối đưa ra quan điểm của mình về token library bán trên các sàn sau khi ICO có phải là chứng khoán hay là không không giống như tháng 1 nữa bây giờ ông ta nói là ông ta không muốn đưa ra bất cứ một quyết định nào hết tại vì sao tại vì thẩm phán này nói đây không phải là đề tài của điều kiện SEC chỉ kiện library khi mà họ bán ICO mà thôi và ông ta chỉ sử dụng kiện đó chứ còn nếu muốn biết là library có bán trên những sàn sau này đó thì có phải chứng khoán hay không thì lại là một cái vụ kiện khác nữa nói chung thì à, tôi cũng hiểu tại sao mà thẩm phán này không có muốn đưa ra quan điểm à, và rút lại lời nói mà muốn hướng về cái phía an toàn hơn tại vì những cái câu nói này đó sẽ có sự ảnh hưởng đến những cái vụ kiện tụng mà đang xảy ra hiện bây giờ nói chung thì à, Thông tin này đã chắc chắn không tốt đối với điều kiện của Ripple nhưng mà cũng hoàn là xấu. Tới bây giờ sau khi mà bán ICO rồi một token được giao dịch trên sàn chứng khoán đó có được xem là chứng khoán hay là không thì cái đó vẫn chưa có rõ nhưng mà đối với thuận là không phải các bạn tại vì chúng ta cứ nghĩ đi khi mà à, thuận mở một công ty buôn bán vàng đi rồi à, thuận nói là các bạn có thể đầu tư với công ty của thuận rồi à, sau đó nếu như có lời thuận sẽ chia cho các bạn và chúng ta đầu tư vào vàng thì à, SEC sẽ nói là thuận đang hoạt động kinh doanh chứng khoán và bán cổ phần cho nên bị phạt tại vì không đăng ký với SEC cái đó là điều dễ hiểu nhưng mà bản thân vàng không phải là chứng khoán thì Thuận cũng có suy nghĩ tương tự như vậy. Bán ICO thì đó là một cái hợp đồng đầu tư nhưng mà sau khi bán ICO rồi đó thu nó được mua bán giữa người với người thì thu kinh đó không phải là chứng khoán tương tự như là vàng không phải là chứng khoán đó là suy nghĩ cá nhân của thuận mà thôi nhưng mà thường không phải là thẩm phán thường cũng không phải là luật sư cho nên suy nghĩ của thường là gì không quan trọng của bạn quan trọng là thẩm phán nghĩ gì mà thôi đây cũng là một điều thường muốn nói với các bạn thường thường hay thấy là trên mạng xã hội đó rất nhiều người tranh cãi với nhau à, người này tranh cãi cái này chứng khoán người kia tranh cãi cái này không phải là chứng khoán vân vân thật ra các bạn tranh cãi tới hết cuộc đời cũng được cũng không quan trọng đâu tại vì các bạn suy nghĩ gì cũng không quan trọng và tôi cảm thấy là có một số người trước đây họ từng làm cho SEC hay là họ là luật sư hiện tại thì uh, nhiều người xem lời nói của họ là như đinh đóng cột nhưng mà không phải đâu các bạn tất cả những gì chúng ta chia sẻ đó đều là suy nghĩ cá nhân mà thôi các bạn có là luật sư các bạn có là nhân viên các bạn thậm chí có là Gail Johnson là chủ tịch SEC đi nữa đó thì tất cả lời nói chỉ mang tính chất suy nghĩ cá nhân mà thôi tại vì nếu như đã đó là luật đó, thì đâu cần phải kiện nữa các bạn cho nên mới có vụ kiện tụng này Chỉ có một suy nghĩ duy nhất quan trọng đó chính là suy nghĩ của thẩm phán mà thôi còn một số thông tin nhắn này thì thường chia sẻ nhanh với các bạn à, chúng ta cũng biết là ngày mai đó sẽ là ngày à... Đầu tiên mà SEC sẽ ra tò với lại Coinbase thì thật ra ngày mai chúng ta cũng sẽ không có nhận được nhiều thông tin gì uh, gọi là quan trọng đâu các bạn Tại vì ngày mai đây chủ yếu uh, là một cái phiên uh, tò mà nói về thủ tục mà thôi, thủ tục và hành tránh chứ không có nói về cái vụ kiện này nhiều đâu Nhưng mà ngày mai sẽ là cái ngày mà ra tò giữa SEC và Coinbase Chúng ta có thể uh, thấy được là ở Hàn Quốc đó, thì uh, họ nói là những cái uh, công ty ở Hàn Quốc nếu như mà phát hành crypto lưu trữ crypto thì cần phải báo cáo với lại À, Hàn Quốc chứ à, không có à, được giấu giếm tại vì sao các bạn tại vì họ sợ một cái à, sự kiện giống như là theo Luna là lại xảy ra nữa những công ty nào giống như là một ngân hàng đi mà lưu trữ crypto mà không nói đó lỡ như mà họ đầu tư quá nhiều về crypto mà có vấn đề thì à, ngân hàng đó sẽ bị gặp vấn đề lớn về tài chính thì đó là điều mà chúng ta không có bây giờ đòi hỏi là bất cứ những công ty nào lưu trữ phát hành crypto thì đều phải thông báo và phải à, cho biết được là họ sử dụng cách tính gì khi mà à, bằng cái văn bản kế toán của họ kế tiếp nữa đó chúng ta nhìn thấy được là có rất nhiều thông tin cho thấy là ở brazil à, đang có rất là nhiều người hứng thú tìm hiểu về btc chúng ta nhìn thấy được là brazil là một trong những quốc gia mà đang tìm kiếm từ btc Bitcoin rất là nhiều ở trên Google Thậm chí tìm kiếm những tài liệu liên quan tới mạng lưới layer Network của Bitcoin cũng tăng rất là nhiều các bạn Và người này ở trên Twitter đó, Era Bitcoin đã chia sẻ rất nhiều những cái dẫn chứng nhưng mà thùng sẽ không có đi vào chi tiết Tại vì video cũng đã khá dài rồi Cái mà các bạn thấy ở đây đó là một trong những lý do có thể thúc đẩy người dân của Brazil tìm hiểu nhiều về crypto, đặc biệt là BTC tại vì có thể họ đang tìm kiếm một loại tiền tệ khác, một cái uh, loại tài sản lưu trữ giá trị tại vì uh, đồng Brazilian Real á các bạn thấy là tiền của họ là một trong những tiền mà lạm phát không hề ít các bạn. Dựa theo tài liệu này đó là trong thời gian 10 năm qua các bạn thấy được là so với đồng đô la thì uh, tiền của Brazil đã mất giá so với đô la. 60% trong vòng 10 năm qua thì chính phủ Brazil làm gì các bạn à, dựa theo tài liệu đó thì à, họ sẽ phát hành các bạn đoán xem đó chính là một tiền kỹ số quốc gia CBDC và họ sẽ dựa vào nền tảng Ethereum nhưng mà họ sẽ thay đổi mã nguồn mã nguồn này đã sẽ cho phép họ phát hành đồng CBDC này à, một cách là không có giới hạn thứ nhì nữa có thể đóng bàn cao và thứ ba nữa là có thể lấy tiền từ cao của các bạn và các bạn có thể tìm thấy được à, cái à, mã nguồn của CBDC Brazil ở trên GitHub Elon Musk à, cũng vừa ra mắt một cái công ty mới có tên là XAI các bạn và công ty này đó nhìn sơ bộ à, thì như là một công ty mà muốn cạnh tranh với lại uh, Google Bard và đương nhiên microsoft open ai và elon musk cũng đã từng nói là muốn gây dựng một cái ai khác để mà cạnh tranh tại vì không thích open ai có nghĩa là thấy được open ai đó cũng có một phần thiên vị và không có chia sẻ thông tin hoàn toàn đúng và dựa theo những cái người mà đang hỗ trợ dự án này của elon musk là nhiều người đó đến từ những cái công ty như là chúng ta nói là từ Google hay là từ OpenAI thì dự án này có gì trong đó cái công ty này ra sẽ có những chi tiết gì thì thứ sáu này chúng ta mới biết được nhưng mà các bạn thấy là trên trang web chính thức đó, thì họ để là mục đích của công ty XAI này là hiểu bản chất thực sự của vũ trụ <laughs> chúng ta sẽ biết thêm thông tin ngày thứ sáu này các bạn có biết là Elon Musk là chủ và đang vận hành 6 công ty tổng cộng tính luôn công ty XAI này là sáu công ty các bạn là đang vận hành công ty Twitter, Tesla, SpaceX, Neuralink, The Born Company và XAI nhưng mà vẫn có thời gian để show trên Twitter ghi lộn với mọi người trên Twitter tập luyện nên mà quánh lộn với lại Mark Zuckerberg nhưng mà vẫn tranh thủ có hơn 6 đứa con và từ ba người vợ Thôi để là 6 cộng, thật ra chúng ta cũng không biết được là Elon Musk có thật sự bao nhiêu đứa con Có nguồn để là 6, có nguồn để là 10 Tại vì các bạn đã biết là có một số những nhân viên nói là đã có con rơi với lại Elon Musk Cho nên có nhiều nguồn như là ở trên Wikipedia thì để là có tổng cộng là 10 đứa con các bạn Và Elon Musk thì đã đám cưới ba lần rồi các bạn à, Các bạn thấy được là đã ly dị ba lần lần đầu tiên là năm 2008, lần thứ nhì năm 2012 và lần thứ ba là năm 2016 và đã có vô số bạn gái luôn. Nói chung là không đếm xuể luôn các bạn. Và người bạn gái cuối cùng là Rims và kết thúc vào 2021 là một cái ca sĩ gì đó đó như bạn cũng đã nhìn thấy hình ở trên internet nói chung thì Elon Musk là một người mà khá là bận rộn nhưng mà vẫn có thời gian <laughs> để làm nhiều điều các bạn và video này cũng khá dài rồi tôi sẽ ngưng video này ở đây và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhìn nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể bấm vào cái link của mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit, okx, binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn Để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.